Tỉnh Quảng Bình có hơn 650.000 hecta rừng. Đây là địa phương có tỷ lệ độ che phủ rừng đứng thứ hai cả nước. Nơi đây cũng có nhiều khu du lịch sinh thái nổi tiếng gắn liền với rừng. Đầu mùa nắng thì khách du lịch tới những cánh rừng để du lịch khá nhiều. Điều này gây tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Các ngành chức năng của tỉnh Quảng Bình đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng. Địa điểm rừng thông thuộc hai xã Cư Nậm, Vạn Trạch của huyện Bố Trạch thường được người dân lựa chọn làm điểm cắm trại nghỉ cuối tuần do gần hồ nước, dưới tán rừng rồng. Vì vậy nên công tác phòng chống cháy rừng được các chủ rừng kiểm soát chặt chẽ. Hàng năm khi phát hiện ra cháy rừng thì là phải huy động lực lượng tại chỗ là khống chế và giảm cái việc lây lan và phát triển của đám cháy. Còn công việc thường xuyên vào các mùa nắng thì là chủ động bám các địa bàn ở trên khu vực. Tại cả những cái điểm mà cái như người dân hay có là tập trung để cắm trại để vui chơi thì công ty tăng dày các cái biển báo là cấm sử dụng lửa trong rừng ven rừng và tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân được cái việc mà là sử dụng lửa trong rừng là phải có sự kiểm soát. Trên địa bàn huyện Bố Trạch có khoảng 234.000 hecta rừng, trong đó có khoảng 5.000 hecta rừng dễ cháy. Một số khu vực gắn liền với các điểm du lịch nổi tiếng. Thời gian này, công tác dọn thực bì, tập huấn phòng chống cháy rừng cho các chủ rừng trên địa bàn luôn được ngành chức năng triển khai. Phải cử được cái lực lượng thường xuyên là canh gác, trực tuần tra 24/24 và để là tuyên truyền vận động. Thứ hai nữa là để phát hiện kịp thời những cái điểm phát lửa để là huyện tổ chức cái lực lượng phương tiện và thực hiện phương châm 4 tại chỗ theo cái phương án của các cái đơn vị đã xây dựng. Để chuẩn bị ứng phó với cháy rừng xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã lên phương án bố trí cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn ở tất cả các xã, đồng thời duy trì sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương theo phương châm bảo vệ rừng tại gốc, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.